Kính chào các quý đối tác và khách hàng. Tôi là Jason Wang, Phó Tổng Giám đốc TCL Việt Nam. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, TCL rất tiếc không thể tổ chức hội người và mời các khách hàng trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm mới của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin rằng các sản phẩm của TCL sẽ mang lại doanh số và lợi nhuận tốt nhất cho quỹ đối tác. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục đồng hành phát triển cùng TCL cho một năm 2020 thật thành công, nhằm khuyến khích khách hàng kinh doanh sản phẩm TCL nhiều hơn. Công ty TCL đặc biệt mang đến cho khách hàng chính sách gói hàng hấp dẫn, gói bạc gồm 3 chiếc đại lý sẽ được nhận màu TV 32 inch 32S 6500 trị giá 5.290.000 đồng. Gói vàng gồm 5 chiếc đại lý sẽ nhận được màu TV 43 inch 43S 6500 trị giá 8.290.000 đồng. Và cuối cùng là gói kim cương gồm 10 chiếc đại lý sẽ được nhận màu TV 55 inch và màu máy lọc không khí của TCL, tổng giá trị 17.780.000 đồng. TCL hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho tất cả mọi người. Hãy tham gia và theo dõi để xem ai sẽ trở thành top order. Chương trình được diễn ra vào tối 20 giờ đến 21 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2020. Xin cảm ơn.